Xin chào các em học sinh lớp 11. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em phân tích lý tưởng sống của người thanh niên qua bài Từ ấy của Tố Hữu. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải 6 mẫu bài làm tham khảo về đề bài này. Trên video, mời các em và các khán thính giả cùng lắng nghe bài phân tích lý tưởng sống của người thanh niên qua bài Từ ấy. Tố Hữu vừa là nhà cách mạng quả cảm, một đảng viên ưu tú, một nhà thơ cách mạng tiêu biểu của nhân dân trong những năm kháng chiến chống Pháp. Thơ ông giản dị nhưng nồng nàn tinh thần cách mạng và lòng tự hào dân tộc. Bài thơ Từ ấy được in trong tập thơ cùng tên xuất bản năm 1938 đã tỏ rõ lý tưởng đảng cao đẹp của người thanh niên trẻ tuổi trẻ lòng ấy. Người thanh niên này được giác ngộ lý tưởng đảng từ khi còn rất sớm, năm 18 tuổi đã được kết nạp đảng. Với một độ tuổi mang trong mình nhiều nhiệt huyết, can trường của tuổi trẻ, anh đã đón nhận ánh sáng của cách mạng như đón những luồng ánh sáng của thần linh. Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim. Từ ấy ở đây chính là từ khi ánh sáng cách mạng về với nhân dân, xóa tan đi mọi sương mờ chính trị trước đó. Từ đây nhân dân hiểu được cách mạng, tìm được chỗ dựa tinh thần cho niềm tin vào công cuộc giải phóng dân tộc và được sống trong không khí hào hùng xung trận của thời đại vì dân quên mình. Ánh sáng ấy bắt nguồn từ mặt trời chân lý, đó là đảng, là mặt trời của giai cấp vô sản, mặt trời vĩnh cửu của nhân dân, mặt trời chói chang, cái nắng hạ ấm áp và hừng hực lửa quyết chiến quyết thắng. Trong tim của người thanh niên trẻ chỉ có tràn đầy một sinh lực duy nhất, đó là lý tưởng đảng. Chính lý tưởng đấy là động lực và niềm tin để anh trải lòng với cuộc đời và yêu thêm cuộc sống để mà. Hồn tôi là một vườn hoa lá, rất đậm hương và rộn tiếng chim. Hẳn lúc này, trong lòng người thanh niên đang rạo rực những tình cảm mới, xanh tươi, thơm mát, rộn ràng. Đâu còn cái u sầu của lớp thanh niên trí thức thời đại, đang loay hoay không biết kiếm tìm đâu ra, con đường đúng đắn nữa. Mà chỉ còn một tâm hồn xốn sang những cảm xúc yêu đời, hạnh phúc, đắm mình trong ánh sáng của đảng. Ánh sáng ấy đã khiến trong người thanh niên có những suy nghĩ tươi đẹp, đó là lý tưởng sống cao đẹp, lẽ sống lớn với tình cảm lớn. Tôi buộc lòng tôi với mọi người, để tình trang trải với trăm nơi, để hồn tôi với bao hồn khổ, gần gũi nhau thêm mạnh khối đời. Từ buộc được sử dụng thật tinh tế. Có lẽ sợi dây liên kết giữa mọi người giờ đây chính là sợi dây đồng chí hướng của đảng, của cách mạng. Tâm hồn của con người đã không còn thấy đâu cái vị kỷ cá nhân nữa, mà hoàn toàn được trang trải rộng rãi khắp nơi nơi, sống chan hòa yêu thương để đoàn kết thêm mạnh khối đời. Đảng Cộng sản là sự đoàn kết của giai cấp vô sản, lý tưởng cao đẹp của những con người yêu nước. Được giác ngộ điều này, người chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi đã tự coi mình là: tôi đã là con của vạn nhà, là em của vạn kiếp phôi pha, là anh của vạn đầu em nhỏ, không áo cơm, củ bất, củ bơ. Ở khổ thơ cuối, ta nhận ra sự từ chối phân biệt giai cấp trong một tâm hồn tràn ngập tình thân. Những từ con, em, anh được thốt ra hết sức thân mật đã đánh tan rào cản giai cấp. Dưới sự bao bọc của đảng, đồng bào là anh em máu thịt một nhà, không phân biệt ai với ai, cần yêu thương nhau, chở che, đùm bọc lẫn nhau, thậm chí không ngại hy sinh vì bảo vệ dân tộc. Giọng thơ như lời thiết tha tâm tình với ý tứ xô bồ giàu lý tưởng, như ngọn lửa đang thôi thúc trong tim của người thanh niên Cộng sản. Người thanh niên ấy từ nay đã hiểu hết ánh sáng cao cả mà đảng muốn trao truyền. Anh đã coi mình là người của toàn dân, coi đồng bào là máu thịt tình thân, coi giai cấp đã không còn tồn tại trên đời. Thứ duy nhất tồn tại là lý tưởng sống cao đẹp, lẽ sống lớn vì một cộng đồng dân tộc. Với một tấm lòng tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng bùng cháy khát khao sống hết mình vì cuộc đời chung như vậy, có lẽ cái chết đối với những người thanh niên như vậy chỉ nhẹ tựa lông hồng, khi hồn họ đã buộc với nhân dân, buộc với cách mạng, hy sinh cho tổ quốc đối với họ là tự hào, là lẽ sống. Lý tưởng lớn ấy đã thôi thúc những tinh thần thanh niên thời đại xung trận, đem hết tinh hoa trí lực của mình vào công cuộc giải phóng đất nước và là niềm tự hào mãi mãi cho thế hệ mai sau. Lý tưởng sống của người thanh niên thật cao cả, lớn lao, là lý tưởng muôn đời không phai, và đây chính là sức mạnh vô cùng nòng cốt trong cuộc chiến ác liệt giữa ta và địch.
Có những thanh niên giàu lý tưởng như vậy, lý tưởng của toàn dân tộc ta mới rực sáng như ánh mặt trời, đẩy tan mọi bóng tối của quân thù xâm lược. Hết bài phân tích. Hy vọng với video này, thầy có thể giúp các em nâng cao khả năng làm văn phân tích của mình. Các em có thể tham khảo thêm các bài văn phân tích khác dưới phần mô tả. Thầy có để link để các em xem và tải tài liệu miễn phí. Chúc các em học tốt và cảm ơn các em đã lắng nghe. Các em hãy bấm like, đăng ký và nhận thông báo để cùng thầy nghe những bài văn đi cùng năm tháng.